Chào các bác nhá. Hôm nay em lên một em Android. Đấy, thương hiệu Beton đấy các bạn. Đấy, giờ nó chuyển thành thương hiệu Android. Con này mới đến 98%, gần như chưa qua sử dụng thế nào đâu các bạn. Còn rất là mới. Đấy, con này khung carbon, càng carbon các bác nhá. Đấy, chạy với bộ gốc L8000. Xe rất đẹp, hàng xách tay từ bên Nhật về các bạn. Đấy, sản xuất tại Đài Loan. Một em Android cực đẹp luôn đấy các bạn. Đấy. Cực đẹp luôn. Em bác làm mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918096215. Đấy, và Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho. Một em Android cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Và địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Em nhận bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, và em sẽ vào chi tiết một em Android hàng xuất sắc này. Đấy. Mới tới 98-99% các bác nhá. Đấy, cái đồng phốt tăng là nhôm. Đấy. Cái là đèn mà cái đồng hồ vẫn còn thì không biết còn chạy không, nhưng mà vẫn còn ấy, rất là mới. Đấy các bạn. Cái đồng phốt tăng nhôm này. Đấy. Chạy của nó là Utega L8000 này. Phanh là Utega L8000. Đấy, đây em nói về phần mới của xe thì không phải bàn. Đây em sườn toàn bộ các bác nhá. Đây em sườn toàn bộ. Một em Android. Xuất sắc luôn. Đấy các bạn, cực kỳ luôn. GPS treo trên vẫn còn, nó còn chạy không. Vành của nó là vành Simolo các bác nhé. Đấy, lốp của nó là lốp Beton. Đấy các bác nhìn này, hãng còn ta lông này. Lốp hãng còn ta lông này các bạn. Đấy, gần như chưa đi đâu các bác nhé. Đấy, xe thì còn khóa là ok. Đấy, Utega là 8000, đùi điễng thế này các bạn. Đấy. Đó là 8000, yên của nó là yên Android. Vành sau cũng như là vành trước, vành Simolo các bác nhá. Đấy, lốp này lốp Beton. Đấy. Đề sau của nó là Utega là 8000 này. Mới 98%, 99% đấy các bạn. Đấy. Đây các bạn này. Đấy, nó hoàn toàn ta lông đây các bạn nhé. Con này chạy với 11 lít các bạn. 11 lít. Từ cộng nước. Xe gần như mới tinh luôn đấy. Phanh tay lắc là Utega là 8000. Utega là 8000. Quá ok. Đẹp lắm các bạn. Đấy, và em sẽ sang mặt trái rồi các bác theo dõi. Đây là mặt trái của xe các bác nhá. Đây là yên mặt trái này, Android. Là 8000 sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Sản xuất tại Đài Loan. Đấy, các bác nhìn ở đĩa này, gần như là chưa đi thế nào, hãng còn màu sơn đen luôn đấy. Đấy các bạn. Máy của nó là Simolo các bác nhé. Simolo chạy với 11 lít. Em quay sườn trên của mặt trái các bác nhé. Sườn trên của mặt trái. Đây đi em sờ toàn bộ rồi các bạn. Con này đời là cao. Rồi. Ok. Càng carbon đấy các bác nhá. Quay xa xa một chút. Bên đây là mặt trái. Bác nào mà có nhu cầu thì sử dụng con này là quá ok đấy. Và em sẽ nói lại con này cho các bác theo dõi nhá. Con này là một con Android, thương hiệu của nó là Beton các bác nhá. Cũ đó của nó là thương hiệu Beton, giờ nó chuyển sang là Android. Đấy, sản xuất tại, thương hiệu là thương hiệu của Nhật các bác nhá, sản xuất tại Đài Loan, xuất Nhật.
Đấy, có sai đứng bằng 47, sai ngang bằng 50. Sai đứng bằng 47, sai ngang bằng 50 các bác nhá. Đấy, xe còn mới đến 99% gần như chưa qua sử dụng. Đấy, chạy full đồ của nó là UTK L8000 các bác nhá. 11, chạy với 11 lít, khung carbon, càng carbon. Thế các bác nào có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề các bác nhá. Và em xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.